em Kiệt quay cái cảnh này cho cô chú khán giả xem kìa. Cái anh chủ nhà hồi nay cho Trọng nói chuyện kìa. Anh đang ngồi một mình kìa. Cái chỗ anh ngồi đấy là cái vị trí nhà luôn đúng không? Vị trí nhà đấy. Mà bây giờ người ta khó khăn, người ta mất hết nhà, người ta không còn cái gì nữa. May là gia đình của nhà Vu này là người thì vẫn còn, bởi vì hôm đấy chạy kịp. Bây giờ là chuyển hết lên trên cái khu rừng hồi nãy anh em mình mới thăm đấy đúng không? Đấy, tất cả là bây giờ phải chuyển lên đấy để dựng lán ở tạm trên đấy. Đây này cả nhà, quay cho cả nhà xem từ phía bên này quay qua luôn này. Kiệt quay qua bên này cho cả nhà coi. Bị sập hết luôn này cả nhà. Khúc bên này là không bị đất đá nó vùi lấp nhưng mà cũng bị sập hết trơn rồi. Còn ở ngay tại vị trí đang Trọng đang đứng đây là có mấy cái nhà nhưng mà bị vùi lấp và chết tận 3 người. Là tổng cộng là chết là 3 người. Vâng. Bao nhiêu người đang nằm viện anh? Bây giờ 3 người đang nằm viện. 3 người đang nằm viện là vâng. Trẻ con hết à? Hay cả người lớn? Một người thì cũng một người thì là mẹ của đứa cháu mà mất luôn đấy. Vâng. Còn hai người kia là trẻ con. Hai người kia là hai đứa út của anh trai, hai con út của anh trai. Trời ơi. Cả nhà thấy là cái khung cảnh mà anh mới miêu tả thì cũng rất là xót xa. Đây là cả nhà. Ngay cái khu này cả nhà thấy là thắp nhang này. Cái ngày mà chưa tìm thấy là những người đi đường họ thắp nhang để cúng cho mau tìm thấy đúng không anh? Vâng. Trời ơi. Ngay tại chỗ mình đang đứng đây là lấy đi 3 mạng người. Xin chào cả nhà, mình là Trọng đây. Trọng rất vui vì đã gặp lại tất cả khán giả ở trong cái video này. Hiện tại bây giờ thì anh em của Trọng là đang có mặt tại thôn Múi Ba, xã Yên Sơn của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngày hôm nay thì Trọng đang trên đường đi thăm một ngôi làng bị sạt lở nghiêm trọng do cái trận bão vừa qua đó cả nhà. Thì cái ngôi làng này là ở thôn Múi Ba. Đây là một cái thôn vùng sâu vùng xa của cái tỉnh Lào Cai. Thì cái ngôi làng này theo Trọng được tìm hiểu và được một số anh em đồng nghiệp cũng làm YouTube giống như Trọng có chỉ cho Trọng là anh Sơn bên kênh YouTube Sơn Sẵn Sàng là người địa phương ở đây, với cả anh già làng Tây Nguyên anh cũng có thăm qua cái ngôi làng này rồi, anh chỉ cho Trọng nên là Trọng lên đây Trọng thăm. Thì theo thông tin Trọng nhận được là cái ngôi làng này là bị sạt lở này kia cũng bị ảnh hưởng về người và ảnh hưởng về nhà, cũng giống y là trong làng Nủ ở Lào Cai luôn đó cả nhà. Thì đây cũng đang là địa phận của tỉnh Lào Cai. Thì cả nhà nhìn thấy ở phía sau lưng của Trọng kìa là có rất là nhiều cái lán trại được dựng lên. Thì lý do tại sao mà người dân họ dựng lên là những cái hộ dân đang ở đây là họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa bão. Cũng có nhà thì bị mất người và cũng có nhà thì bị sạt lở nhà, mất nhà luôn cả nhà. Nên là họ phải di chuyển lên trên này họ ở. Thì ở phía đằng xa đó là một ngôi làng của những người đồng bào dân tộc Mông cả nhà. Thì nói về dân tộc Mông thì cả nhà cũng biết rồi, nhưng dân tộc thiểu số ở vùng cao thì rất là thương bà con luôn. Thì bây giờ là Trọng đi ra Trọng thăm nhá. Mời cả nhà tiếp tục xem cái video này. Đây này, em Kiệt quay qua bên trái em Kiệt thấy này. Thì ở phía dưới kia là cái đường kìa cả nhà. Còn khoảng cách mà từ mà Trọng đang đứng đi xuống dưới đó thì phải nói rất là xa luôn. Nên là cái ngôi làng mà người dân đang tạm thời dựng lán trại ở trên này là đang rất là vùng sâu và vùng xa. Nhưng mà để cho khán giả thấy những cái hình ảnh thực tế nhất, nên là Trọng cũng cùng với những anh em là vượt bao nhiêu đồi núi để lên tới trên này. Thì ở phía đằng xa kia thì Trọng có hẹn một cô bé đang dắt Trọng để Trọng vào trong để Trọng thăm người dân ở trong làng á. Đây cả nhà, có một bé đang đón Trọng ở đây. Anh chào em nhá. Vâng, anh chào em. Vâng. Em tên gì nhỉ? Em tên Huệ ạ. Em Huệ à? Vâng. Em Huệ gài cái này vô cổ anh nhá, anh nói chuyện với em một xíu nhá. Vâng. Gài giống như anh này. Ừ, đúng rồi. Em là người dân ở trong làng mình luôn à? Vâng, em đây luôn. Thì anh cũng được một số anh em bạn bè của anh á. Vâng. Hôm trước có ghé lên thăm làng của mình. Thì hôm trước thì cũng có một vài anh em YouTube ghé thăm làng của mình đúng không? Vâng. Mấy anh em thì cũng chỉ cho anh để anh lên thăm bà con của mình nhá. Vâng. Đây là cái ngôi làng của bà con mình mới dựng lên hả em? Vâng, đây là mới dựng ạ. Để đầu tiên để cho khán giả mình dễ trò chuyện hơn thì anh hỏi Huệ là Huệ bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 16 tuổi. 18 tuổi. 18 tuổi. Vâng. Thế thì mình cứ nói chuyện là anh em ha. Vâng. Em là người đồng bào dân tộc Mông luôn à? Vâng, em dân tộc Mông ạ. Bây giờ là nhà của em có chuyển lên đây chưa?
rồi tất cả chuyển lên đây ở dưới nhà, không dám sập hết rồi, không dám ở. Sập hết rồi, vâng. Không dám ở. Vâng. Tổng ở trên này là có bao nhiêu hộ với em? 8 hộ. 8 hộ. Vâng. Nhưng mà theo anh được biết là cũng có nhiều tốp họ chia ra như vậy, cứ mỗi chỗ là họ ở khoảng vài hộ như vậy đúng không? Vâng, kiểu một ngôi làng thì tổng là 20 mấy hộ nhưng mà họ chia mỗi người ạ. Ở dân vài chỗ. Vâng, vài chỗ ạ. À, bây giờ là bà con chuyển lên đây là được bao lâu rồi? Hơn 2 tuần rồi ạ. Hơn 2 tuần rồi. Vâng. À, nhà cửa ở dưới đó là như thế nào nhỉ? Bị có nhà thì bị lấp hết rồi, chết mấy người, với lại có mấy nhà thì trên đồi nứt rồi, chuẩn bị sạt xuống nên là không dám ở. Tất cả mọi người phải chuyển lên trên này. À, từ cái ngày mà bà con mình chuyển lên trên này là 2 tuần rồi. Vâng. Thì cuộc sống ở trên này thì nó có khó khăn hơn là ở dưới đó không em? Có ạ, khó khăn hơn, không có điện, với lại không có nước, phải đi lấy nước xa. À, vâng. Ở đây là đang sát chân rừng rồi đúng không em? Vâng, tiết chân đường. Đi thẳng đây lên là tới rừng à? Vâng. À, anh hỏi thêm một chút xíu nữa là những cái nhà mà ở của bà con ở dưới đó là tạm thời bây giờ là bà con lên trên này là ở tạm cho nó hết mùa mưa rồi mình về, hay là nhà đấy bị hư luôn rồi á em? Bị hư luôn rồi, còn nhà có nhà thì bị nứt nên là không dám ở. Thì coi như là bây giờ là mình mất cả nhà rồi đúng không? Vâng. Nhà thì bị là san bằng luôn. Còn nhà thì bị nứt rồi không dám ở. Vâng. À, rồi, thì bây giờ để cho cả nhà hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của những bà con người Mông ở đây, ở trên núi này thì như thế nào, thì bây giờ là Trọng sẽ cùng với em Huệ, nhờ em Huệ dắt Trọng vào thăm ngôi làng của mình nhá. Ừ. Bà con mình ở trong đó thì anh nói chuyện bằng tiếng Kinh vậy thì bà con có rành không? Có ạ. Vẫn nói chuyện được giống y như em thôi đúng không? Vâng, vẫn nói chuyện được nhưng mà không nói rõ mấy thôi ạ. À, ở đây tổng cộng có bao nhiêu nhà với em? 8. 8 hộ đúng không? Vâng. À, 8 hộ. Đây là mình ở gần nhau hết luôn à? Vâng, ở gần nhau cùng ạ. À, đây là nhà của ai đây? À, của cậu mợ ạ. À, đây là gần nhà em. Hai vợ chồng à? Vâng, hai vợ chồng. Để anh vào trong anh thăm một tí nhá. Em đưa cho anh mượn cái mic nào Huệ. Vâng. Em ở đây em đợi anh một chút xíu nhá. Ừ. Em chào anh nhá. Vâng. Anh tên gì? Tên là Trinh ạ. Anh Trinh à? Vâng. Hai vợ chồng trên này à? Vâng. Có các con ở đây không anh? Có con đưa đi học. Đi học à? Vâng. À, mình chuyển lên đây được bao lâu rồi anh? Được 2-3 hôm. Thế là anh cũng mới chuyển lên đúng không? Vâng. Nhà của mình ở bên dưới là như nào rồi? Nhà là sạt lở đằng sau nhà. Nó có đổ vào nhà chưa? Tả ly thì bây giờ chưa biết, nhưng mà đằng sau là sạt đến chuồng lợn với lại bể nước rồi. Mình không dám ở đúng không anh? Vâng. À, bây giờ mình ở trên này, phía đằng sau kia là núi kìa. Chắc ban đêm là lạnh lắm đúng không anh? Vâng, ban đêm lạnh. Hai vợ chồng, cả hai đứa con. Bây giờ bọn nó đi học thì đến tối là lại về đây. Vâng, tối là đón về đây ngủ. À, trời ơi, cuộc sống trên này cả nhà xem này. Một cái, đây là gọi là một cái lán trại chứ đúng không anh? Vâng. Chưa phải gọi là nhà. Vâng. Vâng. Tạm. Vâng, thì cái nhà của mình ở dưới kia là nó bị sạt lở như vậy là coi như là mình mất nhà luôn à? Hay là mai mốt có dám về không anh? Vẫn kiểu như là sạt, có nguy cơ sạt. Thành ra là ở thì mình cũng không dám đúng không? Vâng, vâng. Có nguy cơ sạt lở cao. Tạm thời là trước mắt là như coi như là mình vẫn là chưa có nhà. Vâng. Tại vì ở thì nó vẫn còn đang nguy hiểm. Vâng. Phải để qua mùa mưa này thì mới biết được đúng không anh? Vâng. Dạ. Đây là một trong 8 hộ của gia đình đang ở trên cái ngọn đồi này cả nhà. Ngọn đồi này thì cũng sát rừng luôn. Thì mình ở đây thì nấu nướng, nước nôi các thứ ở đâu anh? À, mình có thể là mình về nhà nấu xong, ăn xong lại chạy lên đây ở. Nước nôi thì lấy trên rừng à? Vâng, lấy trên rừng. Ok anh, em cảm ơn anh nhá. Vâng. Chúc vợ chồng nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Vâng. Nhà này là cả nhà xem này, cái lán trại như vậy này. Anh này mới chuyển lên được 2 ngày hả em? Không, cũng ở đây lâu nhưng mà chuyển vào đây thì mới là 2 ngày, còn tạm trước là ở trên kia. Trên kia là có nhà trên đấy hay là cũng là chòi? Cũng là chòi thôi ạ. À, nên là tất cả mọi người đây ngủ chung nên là bây giờ mới dựng lên một nhà. Tổng là tất cả bà con của mình ở đây là ở chung ở trên đó. Vâng. Ở chung một chòi thôi. Vâng. Là 2 tuần rồi. Vâng. Nhưng mà bà con lại mới chuyển về đây. Ở trên đấy nó sâu xa hơn hay là sao em? Cũng gần thôi ạ. À, ok em. Còn nhà này là nhà nào em? Đây là nhà em. Nhà em à? Vâng. Nhà em ở đây là có bao nhiêu người? 8 người. 8 người? Vâng. Nhưng mà có mấy đứa em thì đi học rồi, trường. À,
Có mấy đứa em nhỏ? Năm ạ. Năm em nhỏ. Vâng. Em là lớn nhất à? Vâng. Sao không rồi? Có một đứa anh trai nữa nhưng mà đi làm rồi. Trong này là bố mẹ của em đúng không? Vâng. Ừ, em đứng đây đợi anh tí nhá. Anh vào anh hỏi thăm cô chú nhá. Chào cô nhá. Vâng, chào chú. Mình đang mới ăn cơm xong à cô? Vâng. Vâng. Mấy cái nước này là cô lấy trên rừng về à? Dạ. Đây là con gái mình luôn à cô? Em nhỏ. Đây là chồng của cô đúng không? Chào chú nhá. Vâng. Vâng. Mình chuyển lên đây bao lâu rồi chú? 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Vâng. Trước khi là ở trên cái xe hiện tại mình đang đứng đấy. Dạ. Trước là có liều tạm đấy, xong là hiện tại bây giờ là trưởng thôn bảo là di chuyển xuống bên này để cho nó an toàn hơn, xong là có một sự gì xong là tạo điều kiện để lấy cái bạc là mình làm lại cái làm cái điều này để nhà của chắc. Vâng, nhà của chú ở dưới kia là bị sạt lở à? À, bị sạt lở đằng sau với nước tường, thành ra mình không dám ở đúng vâng, không vâng. Vâng, đây cả nhà, bà con làm ở nhà ở túc ở trên đỉnh núi treo leo luôn này cả nhà. Huế ơi, đâu em đi giới thiệu cùng anh. Ở đây anh thấy một nhà này. Đây cả nhà, thì bà con là lên túc ở trên đỉnh núi, bà con làm nhà luôn này cả nhà. Thì Trọng nhìn từ xa thì Trọng thấy ở kia là có một ông lớn tuổi, ông đang ăn cơm kìa cả nhà. Em dắt anh qua thăm ông nhé. Cháu chào ông bà nhá. Vâng, dạ. Gia đình mình đang ăn cơm à? Dạ. Để anh vào anh hỏi thăm ông nhá. Vâng. Mình đang ăn cơm mà ông. Vâng. Dạ. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì đây? Dạ. Vâng. Vâng, mình cứ ăn bình thường đi, mình không phải ngại đâu. Nãy Trọng đứng ở trên thì thấy ông bà đang ăn, nhưng mà Trọng đi xuống thì ông bà ngại, ông bà lại dừng lại. Cho cháu quay phim bữa ăn của mình nhá. Ông bà ăn đậu bắp này cả nhà. Đậu bắp với cả hạt đậu phộng. Không có thịt cá gì à? Không có tiền mua thịt cá đâu. Không có tiền mua thịt cá. Ừ, giá dạ. Không làm được gì, không có tiền mua đâu. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Bà không nhớ, bạn chẳng nhớ. Cô năng 6 sao đấy. À, vâng, đây là xong cơm mình này. Trời ơi. Cái này là chắc là mình phải đem về dưới kia mình cắm cơm chứ nhở? Vâng. Cái nhà của cô với chú ở dưới đấy là nó bị sao rồi? Nó bị đá sạt. Đá sạt xong cô nhà. Nó sạt dính nhà chưa? Sáng dính nhà, dính nhà con trai rồi. Đùi cao quá mà không sợ quá. Tả ly cao quá nên là sợ không dám ở. Vâng. Dính nhà con trai cả rồi. Vâng. Có sập nhà chưa? Sạt tí rồi. Sập một tí rồi. Sạt đánh nhà thì chung là để một lửa. Nhà. Yeah. Sáng giờ xong rồi. Mình ở trên này như vậy thì mình có buồn không? Có. Nhưng mà mình ở dưới đấy thì mình còn sợ hơn đúng không? Sợ. Thà là ở trên này đỡ phải ở dưới đấy đúng không cô? Vâng. Ở đây là đỡ tí nhưng mà mừng quá, mè lắm. Ý lấy là đỡ sợ đúng không? Ừ, sợ lắm. Ngủ trên này buổi tối chắc lạnh lắm cô nhỉ? Lạnh nhưng mà không sợ dưới đâu. Dưới đó vâng. Ngủ, không ngủ được, sợ quá. Bà con mình là người Mông đúng không cô? Ừ, người Mông. Vâng. Dạ. Thì cháu cảm ơn cô chú nhá. Vâng. Cô chú cứ ăn cơm bình thường đi, để cháu đi thăm một số bà con. Dạ. Đi, em dắt anh đi thăm một số hộ còn lại nào. Chúc chú nhiều sức khỏe nhá. Dạ, chào chú. Đây cũng là một hộ đúng không? Vâng. Nhà anh này là bị sao em? Bị trên đồi nứt sắp để xuống nhà nên là không dám ở nên là cũng chạy lên trên này. Anh này ở đây là với gia đình à hay là mình anh? Gia đình ạ. Chắc là hai vợ chồng à? Vâng. Mấy đứa con? 2 đứa. Vợ với cả mấy con của anh đâu nhỉ? Chắc mấy đứa nhỏ đi học đúng không anh? Còn đằng sau này là đâu, cho anh đi xem nút ở đằng sau này nào. Cái này là đang làm gì đây? Vâng. Em chào anh. Vâng. Mình chuyển lên đây lâu chưa anh? Chuyển lên đây được 4-5 hôm rồi ạ. Vâng. Nhưng mà chắc trước đó là mình cũng ở trong rừng cùng với bà con đúng không? Vâng, 2 tuần đúng không? Vâng, trong rừng xong rồi bắt đầu mới
cảm thấy trong kia đường xá nó khó khăn, cái vấn đề là đưa con đi học hành nó vất vả. Nếu mà không mưa thì xe máy đi được, nhưng mà mưa là xe máy không đi được vào trong ấy. Thế là đang mục sư gì đang của tôi lên trên này, ở trên này tiếp đường bê tông. Nhưng mà anh, chỗ này là bà con mình tính ở lâu dài luôn hay là như nào anh? Cái này thì cũng tương đương là tính tầm khoảng 1-2 tháng. Vì nhà nước cũng chưa làm, chưa xác định tái định cư. Trước mắt là ít nhất là phải 1-2 tháng. Còn sau này nhà nước tính tiếp thì mình mới biết được đúng không? Vâng, nếu mà tầm 1-2 tháng này mà chưa có tái định cư thì chắc là vẫn phải ở lâu dài. Dạ, vâng. Ok, em cảm ơn anh nhá. Vợ con anh đâu? Vợ con ở nhà. Vâng. Đi đón mấy cún đi học về. Đang đón mấy đứa bé đi học về. Dạ, ok anh, em chào anh. Đây, chị này đang nhóm bếp à? Vâng. Em chào chị nhá. Vâng, dạ. Đây, em chào anh. Nhà của mình chuyển lên đây lâu chưa anh? Em mới chuyển rồi. Chuyển sang bên kia cũng được khoảng một tuần, xong là bên kia xa đường, đường đất không đi được xe máy, dạ. Mưa thì không đưa được con đi học. Vâng. Xong rồi em ở về đây gần đường bê tông, mưa gió thì đưa con đi lại đi học được. Dạ. Vâng. Nhà của anh là ở dưới xuôi là bị sao? Ở dưới là nhà của em là bị đất lết hết rồi. Thế là hư nhà không? Nhà không còn gì luôn. Ý là nó san phẳng nhà luôn à? Vâng. Thế là anh Vu đây là cái nhà là cũng bị thiệt hại nặng này. Là nhà là bị đất đá đè hết lên luôn. Vâng. Thế lúc đấy là gia đình mình đang ở đâu? Lúc đấy là em hôn đấy là em lại đi ra ngoài. Dạ. Còn bọn trẻ vâng, con dạ, bọn trẻ con với bà ở nhà. Đây, bà ngồi đây hộ cháu bà. Vâng. Vâng. Ý là thế thì lúc mà nhà anh mà bị đất đá vùi lấp vậy là có bị thiệt hại về người không? Không ạ, nơi thì có các lực lượng dân quân với trưởng bạn với công an viên gì đấy ra bảo di rời. Không, lúc đấy thì em không ở nhà thì nó bắt con của em bê lên xe máy xong rồi di rời. Một đường một lúc là đất sạt luôn. Nhưng mà em nghe nói là có một hộ nào mà bị chết tới 3 người mà anh. Vâng, đấy là nhà anh trai ruột của em, xong là nhà ở ngay bên cạnh nhà em nữa. Bên cạnh nhà anh luôn? Vâng. Nhà anh trai ruột của anh? Vâng, anh trai ruột. Là bị chết 3 người? Vâng, chết 3 người. Chết anh trai, chị dâu này với một đứa cháu. Ôi. Vâng. Nhưng mà lúc đó là cả nhà của anh Vu là không có ở nhà đúng không? Vâng, lúc thì em có ở nhà nhưng mà con thì em đi làm, xong mà con thì có ở nhà nhưng mà các trưởng thôn này, dân quân này về kêu bảo là đi ra khỏi nhà đi, đất sắt sật rồi. Thế là thế xong là nó bác con em với mẹ em đi, xong là đi được một lúc là đất sạt luôn, còn nhà anh trai thì chưa kịp đi. Cũng may là anh đi kịp, thành ra bây giờ anh vẫn còn ngồi đây nhờ. Vâng. Nếu mà lúc đấy anh không đi kịp thì chắc có lẽ là cũng giống như nhà anh trai đúng không? Vâng, nếu mà em vẫn ở nhà thì không biết bây giờ như nào. Nhà anh trai ruột của anh tên gì? Em tên Vu, Lù Sa Vu. Anh Lù Sa Vu. Anh trai ruột của anh là nhà là bị chết 3 người luôn cả nhà. Y chang như trong làng Nủ luôn, không khác gì luôn cả nhà. Nhưng mà ở cái làng của anh, người Mông của gia đình anh Vu này thì rất là ít người biết đến đấy cả nhà. Thành ra là bây giờ là anh Vu là anh không có nhà nữa. Vâng, không có nhà nữa. Cái nhà đấy là hư hỏng hoàn toàn rồi. Hư hỏng hoàn toàn, đất lất hết rồi, không còn gì luôn. Trời ơi, thế là bây giờ là tính ra là cái này là cái nhà duy nhất của gia đình anh luôn mà đúng không? Vâng, đây là cái nhà duy nhất để ở thôi. Dạ, trời ơi, cả nhà nghe cả nhà thấy thương không? Thì chút xíu nữa thì em nhờ anh Vu dắt em lên thăm cái nhà của anh mà bị sạt lở, bị đất đè nhá. Vâng. Để em quay cho cô chú khán giả bên em biết được là thực tế là cái nhà của mình bị đất đá vùi lấp rồi người mất như thế nào á. Nhá, xíu nữa em sẽ nhờ anh dắt em đi. Bà. Để em đi thăm một số hộ gia đình nữa. Bà. Ở đây là 8 hộ hết tất cả đúng không anh? Bà. Dạ. Rồi, ok. Đây này cả nhà, bà con lấy củi, bà con nấu nướng ở đây luôn này. Đây là mẹ của anh à? Vâng. Cháu chào bà nhá. Vâng. Cháu bắt tay bà vào nào. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? 66. 66 à? Vâng, nhưng mà em mới lâu quá thì bà một mình bà lo bảy đứa con. Nhưng mà bà chắc phải hơn 66 tuổi chứ. Cháu nhìn thấy 66, bà già lắm. Gọi tính là 66 thôi. Nhưng mà bà vất vả nhiều quá. Bà già. Vâng.
anh mất lâu rồi, 20 năm rồi, bà mùng mình lo hết 7 đứa con, bây giờ có gia đình hết. Tại vì bà mới có 66 tuổi nhưng mà bà vất vả, bà lam lũ nên là bà thấy bà khổ hơn nhỉ? Vâng. Nhà, bà ở cùng với anh này à? Vâng, cùng nhau đấy, con trai út này ở bên kỉnh nhà bà. Dạ. Vâng. Thế bữa giờ sạt lở ở dưới đấy bà có sợ không? Sợ đấy, bà vẫn sợ sợ lo lo. Bây giờ 2-3 ngày còn không muốn ăn cơm nữa. Thì bà cũng lo nhưng mà bà vẫn phải ăn cơm chứ. Bà không ăn cơm làm sao mà bà có sức? Vâng, nhưng mà bà lo không có, bây giờ không có nhà, không có cái gì, không có nhà, bà cứ lo như thế. Bà lo bà không có nhà ở đúng không? Tội nghiệp bà ghê cả nhà. Vâng, nhưng mà... ôi. À, con trai cả còn mới hết rồi thì bà cứ lo hết. À, cái anh kia anh mới nói là anh trai chết đấy là con trai của bà luôn à? Vâng. Là con trai của bà mất cả nhà. Đi là mất 3 người luôn đấy đúng không bà? Vâng. Trời ơi. Cháu cũng chia buồn cùng với bà nhá. Vâng. Nhưng mà bà phải cố gắng lên, bà phải ăn cơm. Bà không ăn cơm là mai mốt là bà lại bệnh đấy, bà yếu đấy. Vâng. Thấy bà rưng rưng kiểu bà sắp khóc này cả nhà. Trời ơi. Bà cố gắng lên nha bà. Bà tên gì? Tên là cháu chị Trà. Bà Trà. Vâng, bà vâng. Cháu chị Trà. Bà cháu thị Trà. Vâng. Bà là người dân đồng bào dân tộc Mông cả nhà. Vâng, dân tộc Mông. Trời ơi. Bây giờ là ở trên này chắc là bà là lớn tuổi nhất ở đây nhỉ? Vâng, bà. Mình nấu nướng tại các thứ ở đây luôn à bà? Vâng. Nước nuôi là người dân mình lấy ở trên rừng luôn. Vâng. Dạ. Thì cháu chào bà Trà nhá. Vâng. Bà cố gắng bà phải ăn cơm vào nhá, không có bà là yếu nhá. Vâng. Dạ. Đây là nhà của ai đây em? Cũng là nhà trong xóm mình bà. Đúng không? Vâng, ông bà. Ông bà ruột của em luôn. Vâng, ông bà. À. Ở đây là... thế thì làm gì có điện đúng không em? Vâng, không có điện ạ. Thế thì buổi tối thì ở đây là tối hẳn luôn à? Vâng, tối luôn. À, thế mình có cái đèn gì không? Đây ạ, đây là cả làng dùng đèn đây ạ. Cái này là đèn năng lượng mặt trời đúng không? Vâng ạ. À, đây, em cầm cái này cho anh. Cái này là chắc là cả làng mình là mới... chắc mới góp tiền vô để sắm chung đúng không? Vâng. Cả làng là có 2 cái à? Vâng. À, cả làng là hiện tại bây giờ là có 2 cái đèn này cả nhà. Thế là điện cũng không có luôn. Không có, tối thì để vào được chung để sáng cho tất cả mọi người thôi, nấu ăn thôi. Cái này là chắc mới mua về chưa kịp gắn lên đúng không? Vâng. Chắc tối là sẽ gắn lên mấy cái cây. Ở đây là chưa có điện luôn cả nhà. Tại vì ở đây mà ở trong rừng mà làm sao mà có điện được cả nhà ơi. Nên là cả làng bây giờ là đang xài chung 2 cái bộ đèn năng lượng mặt trời này. Còn nước thì mình lấy ở đâu? Lấy tiết trên đồi, trên rừng kia ạ. Nước thì lấy túc trên rừng luôn. Vâng. Bà con mình tắm giặt là lên trên đấy tắm giặt hết luôn. Vâng. Xa không em? Cũng hơi xa. À. Khoảng 1-2 cây. Đi xe được không hay là phải đi bộ? Đi xe đi đến trên kia thì xuống bộ dưới lấy. À, thì cả nhà thấy đó là bà con ở đây rất là khó khăn luôn đó cả nhà ơi. Thì tổng cộng ở đây là có 8 nhà đúng không Huệ? Vâng, 8 nhà. Ừ. Thì bây giờ thế này, bây giờ là bọn anh sẽ nhờ anh Vu dắt tụi anh đi qua anh thăm cái hiện trường nhà của bà con mình ở dưới kia bị đất đá sạt lở á. Thì bây giờ anh nhờ em ở đây là em thông báo với tất cả bà con của mình tập hợp lại thì 8 hộ. Thì đại diện 8 hộ gia đình nhá. Thì bên anh sẽ có một số cái món quà để gửi tặng đến bà con mình ở đây để coi như là khắc phục phần nào về bão lũ nhá. Vâng. Thì bây giờ em thông báo với bà con tập hợp đi để anh nhờ anh Vu dắt tụi anh đi qua thăm bên kia một tí rồi anh quay lại luôn nhá. Vâng. Thì ngày hôm nay thì Trọng nhờ em Huệ dắt Trọng đi thăm một ngôi làng ở đây. Thì top bà con ở đây là có 8 hộ. Nhưng mà theo Trọng được biết là xung quanh đây là vẫn còn nhiều top như vậy nữa đúng không em? Vâng. Thì bây giờ là Trọng sẽ đi thăm cái hiện trường mà bà con bị sạt lở để cho cả nhà cùng xem. Để cả nhà có thể thấy những cái hình ảnh thực tế nhất nhé cả nhà. Bây giờ là Trọng sẽ đi thăm cái đó xong rồi Trọng sẽ phát quà cho người dân. Chào cả nhà. Thì
Để cho cả nhà hiểu rõ hơn về những cái hoàn cảnh ở đây, cái nhà cửa của họ thực tế như thế nào, thì bây giờ là Trọng dắt cho cả nhà đi xem những cái hình ảnh thực tế. Thì đây là những người anh em đi cùng với Trọng ngày hôm nay. Đâu, anh Già Làng đứng lại rồi, anh Sơn với cả anh Tuấn đứng lại rồi, mình chào khán giả sơ qua một tí để em giới thiệu cho khán giả biết. Ngày hôm nay đồng hành cùng với anh em của Trọng thì ở đây là gồm có anh Tín bên kênh YouTube Già Làng Tây Nguyên và anh Sơn là bên kênh YouTube Sơn Sẵn Sàng. Thì anh Sơn thì hồi nãy thì đầu video thì Trọng cũng đã giới thiệu với khán giả rồi, là anh dắt anh em mình vô trong làng. Còn anh Tuấn thì đồng hành cùng với Trọng từ trong Tây Nguyên ra ngoài này bên kênh YouTube Tuấn Vlog 49. Bây giờ là cả đoàn anh em mình là đi thăm cái khu mà sạt lở để cho cả nhà thấy rõ những cái hình ảnh thực tế nha cả nhà. Thì cái anh chủ nhà bị sạt lở thì bây giờ anh đang đứng ở trên đó rồi. Chút xíu nữa thì anh em mình đi lên trên đó. Chỗ này là hôm trước là anh Già Làng có ghé rồi đúng không anh? Có ghé rồi. Vâng. Cho bà con mỗi tiền để bà con có kinh phí để mua đồ ăn làm nhà đấy. Vâng. Còn anh Sơn thì anh là người địa phương ở đây nên là anh biết hoàn cảnh này, anh có chỉ cho anh em Trọng á. Thì trong những cái hoàn cảnh thực tế đấy thì như anh em cũng đã đến rồi. Thì bây giờ trong cái khu nhà ở của những cái hộ dân mà lúc anh em mình đến ấy thì tất cả là ở cái khu này, mà bây giờ khu này thì nó đều lứt hết rồi. Vâng. Nứt đấy, và đây thực tế thì trên kia chủ cái ngôi nhà nứt thì đang ở trên kia đây. Thì nó bây giờ người ta không thể ở đây được nữa em ạ. Dạ. Và thực ra cái khu này thì rất là ít người quan tâm đến bởi vì là nó bị kiểu như là một cái khu xóm thôi ấy. Nên là cũng không có nhiều người biết đến. Dạ. Thì chính vì đấy anh là người địa phương ở đây thì anh cũng muốn là kêu gọi giúp người ta ấy. Được phần nào hay phần này đúng không anh? Chỉ gọi là một chút nhỏ gì đó thôi. Nhưng mà đó là cái tình cảm của người dân Việt chúng ta. Hôm nay mới đưa anh em về đây để đến thăm hỏi thực tế cái tình hình như ở đây đấy. Còn anh Tuấn thì anh đã đồng hành cùng với anh em Trọng là từ cái hành trình đầu tiên đi ra ngoài khu vực ngoài miền Bắc ngoài này. Chào cả nhà. Thì anh em mình cũng đồng hành trên con đường rất là dài ra đây, thì khán giả bên kênh em Trọng cũng biết rồi. Thì anh em hôm nay được anh Sơn dẫn đến đây để cùng thăm bà con. Thăm bà con ở đây. Mời cả nhà thì cùng xem video của anh em mình. Vâng. Thì tất cả những anh em ở đây thì cũng đều giống như Trọng là đều có một cái kênh YouTube riêng, cũng đi làm những cái video giúp đỡ cho những bà con á. Thành ra là Trọng cũng mong rằng là khán giả sẽ dành một chút thời gian để ghé qua những cái kênh YouTube của những anh em ở đây. Thứ nhất là kênh Già Làng Tây Nguyên. Thứ hai là kênh của Sơn Sẵn Sàng. Thứ ba là kênh của Tuấn Vlog. Trọng cũng mong rằng là cả nhà sẽ dành một phút để ghé qua thăm những cái kênh YouTube này để xem những cái video ý nghĩa chia sẻ lên nhé cả nhà. Bây giờ là Trọng sẽ đi thăm cho cả nhà thăm những cái hình ảnh thực tế nhất. Cái này là nguyên một quả đồi nó tạt xuống hả anh? Đây là một quả đồi trên này nó ập xuống. Đây là cái quốc lộ 279 nhé. Cái đường liên tỉnh luôn đúng không? Liên tỉnh. À... trước thì cái đường này nó rộng em ạ. Dạ. Sau khi mà bị nó ập về cái thì gần như là đấy em thấy đường thì lứt hết và đất thì nó đã gần như nó lấp hết rồi. Đây là người ta mới khơi tạm ra để cho các phương tiện lưu thông đi lại các thứ ấy. Hồi sáng em nói chuyện với anh chủ nhà nói là có 3 người mất là ở chỗ nào anh? Đây ở trên này. Chỗ này luôn à? Cái vị trí mà anh em mình đang đi đây trước nó là nhà đấy. Thế nhưng mà bây giờ nó đang cao như thế này là vì là đất nó ập hết vào rồi, cao bằng cái lốc nhà luôn này. Đấy cái vị trí đây trước là nhà hết mà. Sao thấy anh chủ nhà anh ngồi anh thấy buồn ghê nhỉ? Thực sự em ạ, bây giờ nó khổ vì là nhà người ta đã khó khăn rồi ấy. Dạ. Sau bây giờ thiên tai nó ập đến. Em Kiệt quay cái cảnh này cho cô chú khán giả xem kìa. Cái anh chủ nhà hồi nãy cho Trọng nói chuyện kìa. Anh đang ngồi một mình kìa. Cái chỗ anh ngồi đấy là cái vị trí nhà luôn đúng không? Bây giờ người ta khó khăn, người ta mất hết nhà, người ta không còn cái gì nữa. May là gia đình của nhà Vu này là người thì vẫn còn bởi vì hôm đấy chạy kịp. Bây giờ là chuyển hết lên trên cái khu rừng hồi nãy anh em mình mới thăm đấy đúng không? Đấy, tất cả là bây giờ phải chuyển lên đấy để dựng lán ở tạm trên đấy. Đây này cả nhà, quay cho cả nhà xem từ phía bên này quay qua luôn này. Kiệt quay qua bên này cho cả nhà coi. Bị sập hết luôn này cả nhà. Khúc bên này là không bị đất đá nó vùi lấp nhưng mà cũng bị sập hết trơn rồi. Còn ở ngay tại vị trí Trọng đang đứng đây là có mấy cái nhà nhưng mà bị vùi lấp và chết tận 3 người. Tại sao? À, quả đồi này sạt lở xuống đây đúng không anh? Em Kiệt cứ quay từ từ cho cả nhà xem, quả đồi ở bên trên sạt lở xuống kìa.
Tại sao những cái hình ảnh như thế này mà Trọng chưa từng được nhìn thấy ở trên mạng ta? Trên báo đài hay là những YouTube Trọng cũng không thấy họ biết đến những cái hình ảnh này? Bởi vì là anh cũng chia sẻ với Trọng với cùng khán giả trên kênh của Trọng là những cái chỗ này rất ít người biết đến. Thực sự là bởi anh là người địa phương ở đây thì anh mới nắm được cái thông tin này thôi. Đấy, còn không cứ gì riêng ở đây đâu, vẫn còn rất là nhiều những chỗ khác nữa mà họ rất là thiệt thòi trong cái vụ việc vừa xảy ra ấy. Đấy. Đấy như đến em đến thực tế đây thì em mới thấy rằng là còn nhiều cái gia đình họ khổ lắm em ạ. Dạ. Để em lên em thử nói chuyện với anh chủ nhà xem sao nhá. Để xem thấy anh ngồi trên kia một mình rất là buồn luôn cả nhà. Anh đấy tên gì nhỉ? Anh ấy tên gì vậy anh? Tên là Vũ. Anh Vũ à? Anh Vũ ơi, ra đây em hỏi thăm anh một tí. Đây, cả nhà thấy anh nhìn anh đấy buồn, anh chán đời ghê cả nhà. Nay cùng anh em mình lên trên này mà thấy anh ngồi một mình ở trên đó. Trọng ơi, Trọng đấy kia còn đây vì đây là gia đình của người mất đấy. Còn thắp hương còn chả có ấy, chả có cái chỗ để thờ ấy. Người ta phải thắp hương lên đây. Đây, anh Vũ, đây em hỏi thăm anh một tí nhá. Vâng. Cái nhà của anh trước khi bị sạt lở là nó nằm ở khúc nào? Ở ngay chỗ cái góc cây này luôn. Ngay chỗ anh em mình đang đứng đây luôn đây đúng không? Vâng. Bây giờ là không còn nhìn thấy hình dáng cái nhà của anh luôn đúng không? Còn cái máy tôn bay ra nát hết rồi. Cái máy tôn còn đấy kia. Đồ đạc trong nhà với cả cái nhà gỗ là của em. Em cái nhà gỗ trước là em ở đấy xong rồi làm được cái nhà ở trên này, xong rồi chuyện về ở đây, còn cái nhà gỗ thì để kho để xe máy. Anh Vũ, ba người mất là nhà ở khúc nào? Ở đây ở đống đất cao cao này luôn. Đống đất cao ngay sau lưng mình đây đúng không? Vâng vâng. Thế thì ba người mất là tới thời điểm ngày hôm nay là họ đã bới được xác lên chưa? Được rồi. Ở chỗ nào anh? Bới được ở khúc nào đây? Chị dâu thì bới được ngày thứ hai thì bới được ở ngay cái búi tre này. Vâng. Với cái đứa cháu thì ngay lúc sạt kia thì là đứa cháu mà mất đấy thì mẹ nó đang cõng nó đằng sau, xong là kiểu như đất bùn ấy ụt xuống thì cả hai mẹ con bị, không phải bị lất mà là đất bùn sau, thì mẹ lại cởi đứa con ra bởi vì đứa con đã mất ở đằng sau rồi. Đấy, xong là mẹ nó cởi nó ra, xong mẹ nó mới bò với có một anh kéo đưa cháu dâu đấy lên đường rồi mới quay lại kéo được hai con của anh trai với thằng cháu kia thì mất rồi thì bê về để làm sao kia rồi xong không nhà cửa thế này không có chỗ nào mai táng thì mang đứa cháu đấy thì mang đi luôn ngay lúc đấy. Nhưng lúc đấy là đất đá vùi lấp lên thi thể lâu nhiều không anh? Nhiều còn hai đứa cháu mà bây giờ đang ba đứa mà đang cất kiếu Lào Cai về, xong bây giờ lại xuống Hà Nội để bị chấn thương sọ não. Xong lại xuống Hà Nội. Còn một đứa, hai đứa bé thì bị đất lất. Dạ. Bọn bị đất lất hết, xong là cái anh mà ở ngay nhà kia, xong nó vào nó mới moi chỉ nghe anh ấy bảo nghe thấy tiếng kêu bé bé ở dưới đất. Xong là anh ấy mới kéo được hai đứa đấy lên. Xong rồi người còn bùn hết. Nghe là tiếng kêu ở dưới đất vọng lên luôn. Vâng, hai đứa đấy thì đang cất kêu. Là tổng cộng là chết là ba người. Vâng. Bao nhiêu người đang nằm viện anh? Bây giờ ba người đang nằm viện. Ba người đang nằm viện là trẻ con hết à? Hay cả người lớn? Một người thì cũng một người thì là mẹ của đứa cháu mà mất luôn đấy. Vâng. Còn hai người kia là trẻ con. Hai người kia là hai đứa út của anh trai, hai con út của anh trai. Ôi, cả nhà thấy là cái khung cảnh mà anh mới miêu tả thì cũng rất là xót xa. Xót xa mà không thua kém gì ở trong làng Nủ luôn á cả nhà. Nhưng mà ở trong làng Nủ thì được rất là nhiều bên đoàn từ thiện với cả Mạnh Thường Quân biết đến. Nhưng mà ở khu vực này thì theo Trọng được biết là cũng rất là ít bên những đoàn từ thiện với cả Mạnh Thường Quân biết đến. Nhưng mà cái sự thảm khốc là nó cũng ngang ngửa như ở trong đó luôn á cả nhà. Bây giờ là mấy cái nhà xây kia là có người ở không anh, hay là họ cũng phải di rời rồi? Vậy di rời hết rồi. Tại vì sợ sạt lở này cũng ảnh hưởng đúng không anh? Vâng, bởi vì ở trong nền nhà cũng có vết nứt rồi. Kia chỗ kia thắp nhang là chỗ có người chết đấy à anh? Vâng, chỗ
chỗ này là những người đi qua đường, xong mà mấy hôm đấy là vẫn chưa tìm thấy anh trai đấy. Yeah. Thì những người đi qua đường thì nó than nhang chắc còn mà... một cầu mong cho để tìm thấy anh trai sớm. Bao nhiêu ngày mới tìm thấy anh trai của anh? Ngày thứ năm. À, ngày thứ năm mới tìm thấy. Tìm thấy là ở dưới bụi tre kia. Tìm thấy là ở bên dưới tích dưới khe bên dưới kia rồi. Trôi mãi dưới mà, đúng không? Đất đá nó đẩy trôi hay là vâng, nước đất, mưa? Đất đẩy trôi đi. Đất đá. Vâng. Trời ơi. Đây là cái nhà, đây nhà của anh trai của anh à? Vâng. Đi anh dắt em qua đi em thăm một tí. Cả nhà xem cái hiện trường rất là thảm khốc luôn này cả nhà. Trời ơi. Nhà của anh trai của anh là bị thiệt hại là những ai vậy anh? Có vợ chồng anh trai này với đứa cháu thôi. Thế nhà anh trai của anh giờ là còn những ai? Còn bây giờ là còn 5 đứa con. 5 đứa con nhỏ à, hay cũng lớn? Lớn rồi, hai đứa con trai lớn thì cũng có vợ. Ừ. Đây là cả nhà. Ngay cái khu này cả nhà thấy là thắp nhang này. Cái ngày mà chưa tìm thấy là những người đi đường họ thắp nhang để cúng cho mau tìm thấy đúng không anh? Vâng. Trời ơi. Ngay tại chỗ mình đang đứng đây là lấy đi 3 mạng người. Tội nghiệp ghê. Ở đây mình có cây nhang nào không để bọn em đốt cho? Không có. Không có đúng không? Vâng. Thế thì thôi thì mình chỉ ấy bằng suy nghĩ và tấm lòng thôi nha anh nhá. Vâng. Thì nói chung là ngày hôm nay thì được anh Vu dắt lên trên này thăm gia đình của anh, em cũng không phải biết nói gì, chia buồn cùng với gia đình của anh ạ. Tại vì ở đây không có nhang, nếu mà có nhang thì Trọng cắm một que nhang để cầu nguyện rồi để chia buồn cùng với gia đình của anh Vu. Nhưng mà bây giờ thì cả nhà xem cả nhà thấy rồi đó. Đây này, trời ơi. Em Kiệt quay đằng sau lưng kìa, cái quả đồi đứng góc này mới nhìn thấy rõ kìa. Đây là quả đồi là đổ ập từ trên ập xuống này cả nhà. Những cái khung cảnh này thì nhìn rất là ấy luôn, giống như kiểu là trong ngày tận thế đấy cả nhà. Anh em mình ở trong Tây Nguyên thì thỉnh thoảng thì cũng có sạt lở, nhưng mà cũng đâu tới nỗi là sạt lở như thế này đâu. Đúng không anh Tín? Trong Tây Nguyên của mình cái địa hình là đa phần nó cũng là đồi núi đúng không? Thì những cái mùa mưa rõ thì cũng bị sạt lở, nhưng mà không bao giờ tới mức độ như này. Bây giờ có một cái như này. Và cái trận lũ lịch sử này là trong lòng người chưa bao giờ gặp luôn hiện tượng này. Chưa bao giờ gặp. Cả nhà xin xem, cả nhà thấy thảm khốc ghê cả nhà. Trời ơi, mất mát quá lớn cho bà con miền Bắc trong thời điểm này. Thì bây giờ là Trọng cũng đã cho cả nhà xem một số cái hình ảnh thực tế của tổng cộng là 7 hộ gia đình đúng không anh Vũ? Vâng. 7 hộ gia đình ở đây rồi. Thì bây giờ là chắc là Trọng sẽ quay trở về cái ngôi làng để Trọng phát cho mỗi hộ một phần quà nhé cả nhà. Món quà của Mạnh Thường Quân của Trọng. Bây giờ Trọng sẽ tiếp tục Trọng quay về ngôi làng của anh Vu ở trên rừng. Hồi nãy thì Trọng cũng đã quay cho cả nhà xem rồi đó. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này nhé. Xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay là Trọng được mấy anh em ở trong nghề có dắt Trọng lên trên này. Thì hồi nãy thì bé Huệ á, bé có dắt Trọng đi thăm nhà của 8 hộ gia đình có mặt tại đây rồi. Và Trọng cũng đã quay cho cả nhà xem là những cái ngôi lán trại của bà con ở đây. Thì bà con ở đây là người đồng bào dân tộc Mông, nên là cuộc sống của bà con rất là khó khăn luôn đó cả nhà. Hồi nãy thì anh em mình là cũng có đi quay cái hiện trường bị sạt lở rồi cả nhà. Thì bây giờ thì có những cái ngôi nhà thì đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn rồi, không thể ở được nữa. Có những cái ngôi nhà thì bị mất tới 3 người. Còn có những cái ngôi nhà thì mặc dù là ngôi nhà là vẫn còn đang đứng vững, nhưng mà nó đã bị nứt nẻ này kia các thứ rồi. Đồi thì ở ngay gần đó, người dân thì cũng không có dám ở. Thành ra là bây giờ là có nhà thì cũng như không. Tất cả những hộ gia đình ở đây coi như là bây giờ là không có nhà đó cả nhà. Thành ra là bây giờ là ngày hôm nay đoàn của anh em tụi mình là gồm có Trọng thì với cả những anh em đang ở đây thì có lên thăm. Thì bây giờ là Mạnh Thường Quân ở bên kênh của Trọng có một món quà nho nhỏ để giúp đỡ cho bà con ở đây, để bà con có thể làm những cái này, làm những cái kia đấy cả nhà. Tại vì nhà cửa bây giờ mất mát rồi thì cần phải sửa sang làm lại rất là nhiều thứ.
Thì đầu tiên thì cho cháu xin gửi lời chào đến tất cả bà con mình ở đây nhá. Vâng. Dạ, được sự kết nối của anh Sơn, người địa phương ở đây, bên kênh YouTube Sơn Sẵn Sàng, và anh Già Làng Tây Nguyên với cả bé Huệ hồi nãy dắt cháu vào thăm bà con á. Thì cháu biết được cuộc sống bà con ở đây rất là khó khăn, nên là bây giờ thì bên Mạnh Thường Quân ở bên kênh của cháu có một số món quà gửi tặng đến bà con mình ở đây nhá. Vâng. Vâng, ở đây bà con mình là có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hộ. Vâng, thì đây là người đại diện của 8 hộ gia đình người đồng bào Mông ở đây cả nhà. Thì bây giờ là mỗi hộ ở đây thì cháu sẽ phát cho là 3 triệu nhá. Vâng, thì cả nhà, ngày hôm nay thì bây giờ là Trọng xin phép đọc tên Mạnh Thường Quân mà đã tài trợ cho Trọng để Trọng thực hiện những cái chương trình này. Thì đây là hai Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Trọng rất là lâu rồi, từ trong ngoài miền Nam ra tới ngoài miền Bắc này. Tại vì Trọng đã làm công việc từ thiện này là được 5 năm rồi. Trọng đi đến những cái vùng đất nào thì luôn có Mạnh Thường Quân đồng hành cùng với Trọng. Thì cho Trọng xin gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Mai ở Cali gửi cho Trọng là 12 triệu. Chị Julie Hoàng gửi cho Trọng là 12 triệu 300 ngàn. Thì tổng số tiền của hai chị Nguyễn Mai ở Cali 12 triệu và chị Julie Hoàng 12 triệu 300 ngàn, tổng là 24 triệu 300 ngàn. Thì bây giờ là Trọng sẽ xin phép là trao cho 8 hộ dân ở đây. Thì mỗi hộ là 3 triệu, 8 x 3 24 là tổng là 24 triệu nha cả nhà. Thì trong video này Trọng xin chân thành cảm ơn đến chị Nguyễn Mai ở Cali và chị Julie Hoàng. Thì bây giờ là Trọng sẽ trao tiền cho bà con. Thì bây giờ là cháu sẽ trao cho mỗi nhà của mình là 3 triệu nhá. Thì các cô, các chú, các anh, các chị ở đây thì có thể sử dụng số tiền này để mình có thể mua gạo, nước, các thứ trong những cái ngày tháng mình khó khăn như thế này nhá. Vâng. Dạ. Thì bây giờ là cháu sẽ trao cho mỗi người 3 triệu. 1 2 3, cháu trao cho cô nhá. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Bà con mình nhận tiền xong cứ đứng đây đợi cháu một tí nhá. Chút xíu nữa mình đồng thanh mình nói cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Vâng. 1 2 3. Cảm ơn nhá. Vâng, dạ. 1 2 3. Cảm ơn. Dạ. 1 2 3. Vâng. Dạ. Để mình mua gạo, mua thịt cá các thứ ở trong nhà nhá. Cô này hồi nãy Trọng vô thăm nhà mà cô chỉ ăn cơm với rau thôi cả nhà. Cô nói là không có tiền để mua thịt. Thì chuyến này mình đi mua thịt cá về mình ăn nha cô nhá. Vâng. Đây là anh Vu. Thì anh hồi nãy dắt Trọng đi cả nhà thấy là nhà của anh là bây giờ không còn nữa cả nhà. Giờ không có nhà để ở luôn, phải ở trên này. Thì bây giờ Trọng trao hỗ trợ cho anh. 2, 3. Dạ. Vâng. 1, 2, 3. Vâng, dạ. Chú này là bố của bé Huệ đúng không? Bé Huệ mà từ nãy tới giờ dắt Trọng vô trong làng đấy cả nhà. Đây là chú này là bố của bé. Tổng là gia đình có 8 người. Bây giờ là 8 người đều ở trên này. Nhưng mà hồi nãy thì mấy bé đi học chưa về đúng không chú? Vâng. 1, 2, 3. Em chào cho anh. Cảm ơn anh. Vâng. 1, 2, 3. Em chào cho anh nhá. Cảm ơn anh và tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ bà dạ. con trong lúc khó khăn. Vâng. Dạ. Thì 8, 3, 2, 4. Ở đây, Kiệt, cầm cái này cho anh. Để cái này mình tí nữa mình đi trao thêm một số ngôi làng nữa. Tại vì ở xung quanh đây là vẫn còn nhiều ngôi làng giống như này nữa đúng không ạ? Vâng. Thì số tiền Mạnh Thường Quân gửi là 24 triệu 300 ngàn. 24 triệu 300 ngàn. Thì nãy là giờ là Trọng trao hết 24 triệu rồi. Thì còn 400 ngàn lẻ này thì thôi. Thế đây là cháu của mình à cô? Vâng, mẹ của bé đâu? Mẹ. Vâng. Có mẹ của bé là có mấy đứa nhỏ? Có 3 đứa. Vâng. Bé này còn đang uống sữa không cô? Uống rồi. À, mấy tháng rồi hay mấy tuổi rồi? 2 tháng. Vâng, 2 tháng thôi à? Ừ. Thế bây giờ còn 400 này cháu gửi cho cô luôn để cô mua sữa cho bé nhá. Ừ, cảm ơn nhá. Vâng, dạ. Thì cháu cũng chúc bà con mình ở đây có thật là nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Vâng. Bà con của mình cũng cố gắng lên nhá. Vâng. Vâng. Thì Trọng xin nhấn mạnh lại là cái ngôi làng của người đồng bào dân tộc Mông ở đây á là bị sạt lở do cái trận mưa bão vừa rồi á, cũng bị thiệt hại rất là nặng nề luôn đấy cả nhà. Có nhà chết tới 3 người, có nhà thì cũng không còn nhà cửa luôn. Nhưng mà đây là một cái vùng sâu vùng xa, được rất là ít người biết đến cái ngôi làng này. Thì cũng may là Trọng là được anh Sơn, bên kênh YouTube Sơn Sẵn Sàng á, anh có liên hệ với Trọng, với cả anh Già Làng Tây Nguyên nữa, chỉ cho Trọng cái ngôi làng này thì Trọng mới biết đến được. Còn trước đó thì cũng có rất là ít người biết đến ngôi làng này á cả nhà. Thành ra là sau khi mà Trọng chia sẻ cái video này lên, Trọng cũng muốn rằng là nếu mà có các đoàn từ thiện hay là các Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ thì có thể đến trực tiếp cái ngôi làng này
Tại vì hiện tại bây giờ là 8 hộ gia đình bà con ở đây là cũng coi như là không có nhà cửa nữa cả nhà. Bà con sẽ ở đây là lâu dài luôn. Nên là bất cứ khi nào mà bà con lại đây thì đều có thể gặp được bà con. Thì bây giờ là Trọng sẽ xin phép Trọng đọc rõ ràng cái địa chỉ mà nơi mà bà con đang ở đây cho tất cả quý vị khán giả cũng như là các đoàn từ thiện và Mạnh Thường Quân được biết nhé. Thì cái địa chỉ của mình ở đây là thôn gì nhỉ? Thôn Muối Ba. Thôn Muối Ba, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Thì các cô chú khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân ở bên đoàn từ thiện nếu mà muốn lên đây thăm trực tiếp thì có thể đi lại trực tiếp cái địa chỉ đó. Còn nếu mà không cả các cô chú mà lên trên này mà không biết đường á thì có thể liên hệ với Trọng. Trọng sẽ có quen một người anh ở đây, thì anh Sơn, thì anh Sơn là cái người chỉ cho Trọng á. Thì Trọng sẽ nhờ anh Sơn dắt các đoàn từ thiện hay là các cô chú khán giả muốn lên thăm trực tiếp để có thể hỗ trợ cho bà con. Thì một lần nữa thì cháu chúc bà con mình ở đây thật nhiều sức khỏe nhá. Bà con mình cố gắng lên nhá. Vâng, chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe ạ. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Vâng, thế bà con mình, các anh em ở đây thì có muốn hỏi thăm bà con thế nào nữa không? Bây giờ thì Sơn cũng muốn... Đây cả nhà. Trước tiên này, bây giờ cho dạ. Sơn xin gửi tới Trọng vâng. nhá. Đối với dạ. cá nhân anh Sơn thì vâng. Muốn gửi tới em Trọng là dạ. một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc vâng. vì em đã dành tình cảm đến dạ. về đây vâng. để mà giúp đỡ cho bà con qua dạ. những lời giới thiệu của anh đã dạ. biết đến là nơi này nó có rất là nhiều những vâng, cái vâng. vất vả ấy. Dạ. Thì thôi, một lần nữa thì anh cũng xin thay mặt cho bà con và cá nhân anh xin dạ. cảm ơn anh già làng Tây Nguyên và em Phúc Trọng vâng. Vlog đã dạ. dành tình cảm rất là nhiều. Vâng. Trong đó thì cũng đã có những món quà để giúp đỡ cho bà con ở đây. Dạ. Thì một lần nữa xin cũng chỉ biết nó nói dạ. lời cảm ơn. Thật sự lúc này anh cảm thấy là rất là xúc động luôn ấy. Dạ. Vâng. Thì đấy. Thì bà con ạ. Bây giờ bà thì con cũng, đây là anh Sơn với cả đây là anh già làng cả nhà. Thì anh Sơn với cả anh già làng là cái người mà chỉ Trọng lên trên này thăm bà con á. Tại vì hôm trước là anh già làng có lên đây thăm một lần rồi đúng không? Một lần rồi. Nên là anh già làng có chỉ anh em Trọng lên trên này. Thì trong video này thì em cũng cảm ơn anh già làng nhá. Cũng cảm ơn anh Sơn vì đã chỉ cho em biết đến cái ngôi làng của người dân ở đây. Vâng. Này quá khổ luôn mọi người. Vâng. Thì Trọng cũng mong rằng là khán giả xem video sẽ dành một chút thời gian ghé ra qua những kênh YouTube của anh già làng tên là già làng Tây Nguyên với cả anh Sơn tên là Sơn Sẵn Sàng, còn một người anh em trong đoàn của tụi mình nữa là anh Tuấn, kênh YouTube là Tuấn Vlog 49 đó cả nhà. Cả nhà có thể đăng ký kênh để xem những cái video ý nghĩa về chia sẻ về cuộc sống người dân ở đây nhá. Cảm ơn em Trọng rất nhiều nhá. Dạ. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Vâng. Vâng, em cảm ơn anh già làng nhá. Trọng ơi. Dạ. Đây. Vâng. Xin chào tất cả khán giả của Trọng nhá và các Mạnh Thường Quân của bên Trọng thì dạ. Một lần nữa thì Sơn cũng xin cảm ơn em Trọng và vâng. xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, các quý vị khán giả đã thực sự là vượt qua rất là nhiều những km đường xa để dạ. Đến đây để giúp được cho bà con ở Bảo Yên nói chung và đặc biệt nữa là thôn Muối Ba của xã Yên Sơn huyện Bảo Yên này. Dạ. Thì cảm vâng. ơn em nhá. Dạ. Đây là anh Sơn này cả nhà. Tại vì cái đợt này Trọng anh em của Trọng với cả anh già làng với cả mấy anh em ở trong Tây Nguyên mình ra thì chắc cũng chỉ ở đây một vài thời gian nữa thôi. Chắc có thể là tầm hơn một tuần hoặc 10 ngày nữa anh em mình sẽ về trong đó. Thì nếu mà các cô chú khán giả mà muốn thăm những cái ngôi làng này thì chắc là Trọng có thể nhờ anh Sơn. Anh có sẵn sàng không? Anh luôn luôn sẵn sàng. Bất kể là vâng. trong hoàn cảnh nào thì anh cũng sẵn sàng để giúp đỡ được bà con em. Vâng. Thì đúng như cái kênh YouTube của anh thì đặt là Sơn Sẵn Sàng đó. Thì vâng. nếu mà khán giả của Trọng mà muốn thăm ngôi làng này thì chắc có lẽ là lúc đó thì anh em Trọng với cả anh già làng là sẽ về Tây Nguyên rồi. Không còn ở đây nữa thì Trọng sẽ nhờ anh Sơn dắt các cô chú lên trên này thăm. Nếu mà cô chú muốn thăm bà con ở đây thì Trọng thì đây là một cái ngôi làng thực sự mà nói là rất là đặc biệt nhưng mà rất là ít người biết đến ở cả nhà. Thành ra là Trọng cũng mong là cả nhà sẽ có những đoàn từ thiện hay là Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ cho những bà con ở đây. Dạ. Chào anh nhá, cảm ơn anh nhá. Vâng. Cảm ơn anh già làng. Thì em Huệ đâu ta? Huệ ơi, ra anh nói chuyện với em một tí. Để Trọng chào tạm biệt bà con ở đây. Để Trọng anh em đoàn của Trọng thì sẽ đi về. Đây là em Huệ này cả nhà. Thì người mà nãy giờ dắt Trọng vô trong làng thăm bà con mình ở đây á. Tại vì Trọng thì Trọng cũng ít khi ra ngoài miền núi này. Trọng cũng không biết là bà con có
có hiểu tiếng của Trọng nói không, tại vì Trọng là nói tiếng Kinh á, nhưng mà bà con vẫn hiểu. Nhưng mà dù sao anh cũng cảm ơn Huệ nhá, là đã dắt anh đi thăm bà con của mình ở đây. Em cũng cảm ơn anh và thay mặt 8 hộ người dân ở đây, cảm ơn anh và các mạnh thường quân đã cùng dã ra đây để ủng hộ và quan tâm đến. Ok em. Thế cho anh hỏi thăm thêm một xíu nữa nhá. Thế thì công việc của bà con mình ở đây là đa phần là làm gì đấy Huệ? Đi làm nương thôi, làm nương làm rẫy thôi ạ. Làm nương làm rẫy như vậy thì mưa gió này thì chắc đâu làm được đâu đúng không? Bây giờ là hỏng hết rồi nên là cũng không biết làm gì nữa. Bà con trồng cái gì vậy? Trồng ngô, trồng sắn các kiểu thôi ạ, trồng lúa nữa. Bão lũ này kia là hư hết rồi đúng không? Vâng, hư hết rồi, với lại sạt, đất sạt hết. Thì nãy giờ Trọng với cả em Huệ chia sẻ lên thì cả nhà cũng thấy rồi đó. Thì anh cũng cảm ơn Huệ nhiều nhá. Chúc bà con của mình ở đây có thật là nhiều sức khỏe nhá. Bắt tay em cái nào. Ok, thì để cho cả nhà xem được toàn cảnh cái ngôi làng này thì bây giờ là Trọng sẽ sử dụng một cái thước phim quay từ trên cao, flycam, để cho cả nhà thấy, để cả nhà hiểu rõ hơn là cuộc sống của bà con ở đây như thế nào. Cả nhà xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này, đăng ký kênh của Trọng để nhận được những cái video sau Trọng chia sẻ về những cuộc sống của bà con ở vùng cao này. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mưa bão sạt lở như vậy thì thu nhập cây trồng của bà con mình bây giờ như thế nào anh? Bây giờ mất hết rồi anh. Mất hết rồi ạ? Vâng, mất hết rồi. Cả ruộng, cả nương sáng ngô gì đấy thì về trận mưa bão này mất hết rồi. Không còn gì? Không còn. Năm sau mình làm lại thôi đúng không? Năm sau chỗ nào làm được thì làm lại chỗ đấy. Trời ơi, cả nhà nghe người dân họ chia sẻ, cả nhà thấy thương ghê không? Đây là những cái hình ảnh mà flycam Trọng quay từ trên cao, quay ngôi nhà, lán trại của người dân và ruộng nương của người dân này cả nhà. Nhìn những hình ảnh này thì cả nhà thấy xót xa ghê không? Thì đây là một ngôi làng của những người đồng bào dân tộc Mông. Thì những cái ngôi làng như thế này là rất được ít người biết đến, rất là ít những cái đoàn từ thiện như anh em mình biết đến. Thì bà con ở đây thì năm nay là coi như là mất hết tất cả rồi. Mất cả người và mất cả nhà và mất cả cây trồng, ruộng nương các thứ ở đây. Nghe mà rất là xót xa luôn đó cả nhà. Anh em mình là phải đi ra tận ngoài này thì mới có thể chia sẻ cho cả nhà thấy được những cái hình ảnh thực tế như thế này. Thì anh em mình vượt 2.000 km từ trong Tây Nguyên, Lâm Đồng đi ra đến tận Lào Cai để cho cả nhà hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân ở đây. Trọng cũng mong rằng là sau khi Trọng chia sẻ cái video này thì bà con sẽ cố gắng giúp đỡ cho những người đồng bào dân tộc Mông ở đây. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.